Thưa quý vị, tại Ấn Độ, người dân đang phải vật vã với cái nóng cháy da cháy thịt ở nhiệt độ 45 độ C. Theo đài khí tượng Ấn Độ, nhiệt độ này sẽ còn tăng trong vài ngày tới. Thời tiết gay gắt đã tác động rất lớn đến đời sống thường ngày của người dân Ấn Độ tại một số thành phố. Để tránh cái nắng nóng khắc nghiệt, nhiều người đã tự vệ bằng cách quấn khăn khắp đầu. Hơn nữa, điều này còn ảnh hưởng đến chuyện học hành thi cử của các em học sinh, sinh viên trong khi mùa thi đang đến gần. Các em đang trong kỳ thi, với cái nóng như thế này là cả một vấn đề với chúng, bởi điều kiện vật chất tại trường cũng rất tồi tàn, thậm chí còn không có quạt. Ngay cả chúng tôi nếu muốn ra ngoài cũng phải trùm kín lại hết. Thế nhưng đây lại là cơ hội kiếm tiền cho các gian hàng trái cây và nước ép. Đại diện Trung tâm Khí tượng Ấn Độ cho biết chuyện nhiệt độ giảm là chuyện không thể xảy ra. Nhiệt độ trong thời gian tới sẽ còn tiếp tục tăng vì nó bị ảnh hưởng của đợt gió nóng từ vùng Rajasthan. Những tia hy vọng của mọi người sẽ là rất nhỏ. Hiện các bệnh viện tại Ấn Độ cũng đang quá tải vì mỗi ngày các bệnh viện phải tiếp nhận rất nhiều nạn nhân của trận nóng này. Các bệnh nhân đưa đến đây hầu hết là bị mất nước và say nắng, và chúng tôi phải cung cấp nước và điều trị cho họ. Tháng 5, tháng 6 là những tháng nóng nhất trong năm tại Ấn Độ, với nhiệt độ từ 42 đến 47 độ C.